Ship đang nhắm mắt nên sẽ không biết hai bên ship đang cầm là con gì đâu. Nên nếu các bạn muốn chọn bên phải thì các bạn hãy like video này và bình luận số 1. Còn nếu các bạn chọn bên trái thì các bạn hãy đăng ký kênh của ship và bình luận số 2. Nếu bên nào nhiều hơn thì ship sẽ biến thành bên đó nha. Hình như là bên phải nhiều hơn rồi các bạn. Wow, TV Man hả? Ship sẽ biến thành TV Man các bạn.